Hay Minasan konbanwa. Các bạn ơi, chữ N3 với mình nào. Trong 2 ngày thứ bảy chủ nhật vừa rồi Quyết không chơi đúng không? Mà Quyết là thi thử mọi lúc mọi nơi đúng không ạ? Các bạn đã làm đề thi thử của cô Xê chưa ạ? Làm rồi thì trách lại, mà chưa làm thì cũng trách lại đúng không ạ? Ok, hay quý sang konbanwa. Chúng mình đến với câu đầu tiên luôn ạ. Những bạn vào sớm là sẽ được ưu tiên xem sớm luôn. Miyamashido ke ga nani nani ite asa kanari awateta. Đã bán số mấy đây? Chào Hạnh Sang. Cái chữ Hán này quá đơn giản luôn đúng không ạ? Xem nó có bị sai không nhá. Rồi bạn đọc bông cải xanh nào. Rồi hay Minasan konbanwa. Trong một thời gian ngắn chẳng hạn, các bạn comment để 2 phương án luôn cũng được nhá. Như bạn quý này, Hạnh Sang này, các bạn đã thi thử cái đề thi của cô C vừa rồi chưa ạ? Rồi đấy, rất nhanh Vân Anh. À, xem nhớ Vân Anh rồi. Hôm trước được gọi tên hơi nhiều. Rồi, câu số 1 chúng mình sẽ chọn gì đây? Rồi, dâu tây đã này. Câu tiên đúng không? Là cái đồng hồ nó báo thức ý. Đồng hồ báo thức nó bị muộn đúng không? Ok, chữ chì mình biết rồi đúng không ạ? Nó chính xác đáp án sẽ là gì đây? Đấy, ngay câu đầu đâu khởi động nó phải dễ thế chứ. Mình mới có hứng làm tiếp đúng không? Rồi, chính xác câu đầu tiên đáp án sẽ là số 1. Okurete. Cái từ này rất không thích nghe thế nào đúng không ạ? Còn kide đúng không? Nó là đất ra chẳng hạn nhá. Kowarete, một loạt những tự động từ đây đúng không? Nó là gì? Hỏng. Kowasu là tự động từ, các bạn nhớ những tự động từ với tha động từ giúp mình nha. Kirimasu ấy, như câu số 1 chẳng hạn thì nó là cắt. Sau khi cắt rồi nó sẽ kiremasu, có nghĩa là đứt. Kowashimasu đúng không? Thì nó là gì? Là làm hỏng, làm vỡ đúng không? Còn kowaremasu ấy, đây vỡ rồi, hỏng rồi. Hasuremasu đúng không? Là tuột ra các bạn nhá, tuột cúc chẳng hạn đúng không? Nhanh quá. Rồi, chính xác câu số 1 đáp án số 2. Câu 2 nào? Câu 2 đáp án số 1 à? Đúng không? Câu 1 đáp án 2, câu 2 đáp án 1 đang tiện đúng không? Ega no nani nani wa itsumo internet de chirabete masu. Biết rồi, những cái gì? Âm án việc của nó chữ tình báo đúng không ạ? Khi làm nhất là những cái dạng bài liên quan đến cái chữ Hán ấy nhá, chúng mình để ý về những cái trường âm âm ngắt, những cái biến âm một chút đúng không? Khi học về những quy tắc chuyển âm chẳng hạn, chữ tình đúng không? Rồi trong chữ báo, báo là có phần ao ấy nên luôn luôn có trường âm. Đấy, thế nên là mình cũng nhớ nhầm mấy chăng nữa đúng không? Thì chúng mình sẽ bỏ cái phương án số 2 đầu tiên nhá. Ồ, bạn Phương Thảo chắc bấm nhầm đúng không? 2 4 cách xa nhau mà, đang định bảo bỏ số 2 đầu tiên nhé thì lại thấy phương án 2. Đấy, đã sửa lại rồi. Ok, nước đi này em đi sai cho em đi lại được nhá. Tầm này đi lại được thoải mái. Nhưng nhớ đến ngày mùng 2 tháng 7 là không đi lại đâu nhá. Rồi, ok, đúng không? Chúng mình sẽ có là gì? Cái thông tin của cái bộ phim ấy là thường thường mình sẽ hay tra cứu ở trên internet, đúng không? Yoho, chúng mình có chữ tình và chữ báo, nhưng không giống như tình báo nghe rất là nguy hiểm, đúng không? Mà đơn giản chỉ là thông tin thôi các bạn nhé. Chính xác, cô tai quá, dòng bằng đề. Đáp án chính xác của chúng mình sẽ là đáp án số 4 các bạn nha. Rồi, tiếp theo chúng mình sang câu tiếp theo nào. Mọi người nhìn thấy câu số 2 chưa ạ? Câu số 3 sẽ là gì đây? Atarashi satsu nano ni mo nani nani shimaimashita. Nào, câu này chúng mình chọn gì ạ? Câu số 3, mọi người nhìn thấy câu số 3 của mình chưa? Câu số 3 có bạn chọn 4 rồi này. Tiếp nào, có phương án giúp mình như nào? Rồi, câu số 3 đang chọn số 4 đúng không? Chúng ta có yo harete, yo barete, nó cứ na na de de te te mãi đúng không? Khá là giống nhau. Ok, Linh này, Vân Anh này, dâu tây này, chính xác từ này sẽ là yaburemat các bạn nha. Đúng không? Chữ phá mà nghĩa là rách, nó đi với những cái gì? Áo rách này, giấy rách này, những cái nó mong mỏng chẳng hạn ấy, nó bị rách chẳng hạn nhá, thì sẽ là yaburedu, yaburete. Đó, vừa rồi nhắc loại một loạt cái bẩn thì nó là yogorete, đúng không? Rồi rách thì nó sẽ là yaburete, bị vỡ ra những cái thủy tinh, bát đũa, sành sứ chẳng hạn, nó sẽ là warete, waredu chẳng hạn, đúng không? Rồi những cái máy móc bị hỏng nó sẽ là kowaredu, chính xác nhá. Câu số 3 đáp án số 4. Chính xác. Còn câu số 4 nào? Itsuka ryoshin ni nani nani ie o tatete agetai, đúng không? Một ngày nào đó em sẽ muốn xây, đúng không? Chữ này là chữ kiến các bạn nhá. Kiến trong kiến thiết xây dựng ấy, xây một ngôi nhà thật đẹp, thật tuyệt vời cho bố mẹ, đúng không? Đó, ước mơ của tất cả những người con này đúng không? Vậy câu này sẽ là gì đây? Câu số 4 nào? Đáp án mấy đây ạ? À? Câu số 4, mọi người đang chọn 3 đúng không? Đó, chữ lập này đúng không? Trong đít chữ cái gì đó, những cái ghép vào đây là lập phái các bạn nhá. Chữ lập và phái, phe phái cái thứ chẳng hạn ấy, thì nó sẽ đọc là Rippa, chính xác, cô tay quá, sàm bằng đề, chuẩn xác luôn. Đáp án sẽ là số 3 các bạn nhớ. Rippa, Rippa na iyo, ta tê tê ake tai, muốn xây một ngôi nhà thật đẹp cho bố mẹ. Rồi, trước khi chúng mình đến với câu số 5 nào. Nào, câu số 5 nào. 22 no toki kara kono kaisa de. Ừ, biết rồi. Ừ, chữ này chắc là nhỡ cho nhầm đề của N4 hay sao ấy. Lỡ lỡ. Những bạn N4 đâu? Thử xem nào.
câu 5 này rất nhiều bạn đã chọn số 1 rồi đúng không? Đó, câu này mà sai nữa chốt đúng không? Rồi, câu này các bạn N4 đúng không? Những bạn nào đang học N4 đây không ạ? Chúng ta thử vào làm xem nào. Đúng không? Đấy, từ hồi 22 tuổi là tôi đã làm việc ở công ty này rồi và gắn bó suốt bấy lâu nay chẳng hạn, đúng không? Đó, chính xác chữ động này, nhưng nhớ nhá, có một cái chữ động mà chúng ta bỏ cái bộ nhân đằng trước đây này, đúng không? Thì nó chỉ là gì? Di động thôi, nhớ chưa? Đúng không? Di động rồi di chuyển thôi, đúng không? Chuyển động nó sẽ là ugokimasu, chính là số 2 này. Nhìn thấy chưa? Nhớ như trong chập này nó sẽ là hatarakimasu, rất là quen thuộc. Hataraitemasu, chuẩn xác các bạn sẽ là số 1 các bạn ạ. Chuẩn luôn, câu số 5 là bằng số 1 nhá. Sang câu số 6 nào. Đấy là bắt đầu thấy có cái gì đó sai sai rồi đây này. Thấy có hai phương án dâu tây này, đúng không? Hai lối đi riêng rồi nhá. Chúng mình có này, kare ni wa eno nani nani ga aru to omoimasu. Đúng không? Mình bắt âm bằng đây là chữ tài năng đúng không? Thì các bạn nhớ cho mình này, với chữ tài năng nhá, chữ năng ấy, nó thường thường có ngờ cuối thì thường thường là sẽ có trường âm các bạn ạ. Các bạn thử mà xem chữ trường này, chữ năng này, đúng không? Rồi chữ tăng này, trong dô cạ chẳng hạn ấy, tăng ra, đúng không? Đấy, cứ hầu như có ngờ với cái quy tắc chuyển âm là sẽ có trường âm. Thế nên mình loại số 1 này và loại số 4 đi nhá, đúng không? Từ này sẽ phải là... Rồi, chính xác, câu bạn hạt giống tâm hồn, câu 6 chọn đáp án 20 luôn. Đúng không? Đáp án chỉ là sai no, chính xác nhá. Đáp án số 2, sai no có tài năng, đúng âm Việt của mình luôn nhá. Sai chứ phải xa nhá, đúng không ạ? Ừ. Rồi, chính xác, câu 6 đáp án số 2. Rồi, tiếp câu 7 thì sao? Shoko nani nani kara shoujite oite kudasai. Rất là đơn giản, đúng không? Ô nhiễm bẩn thỉu thế này, chúng ta sẽ dùng từ nào đây các bạn ơi? Shoko, đẹp nhé, chỗ đằng kia, bẩn đấy, đúng không? Dọn đi, shoujite oite kudasai, đúng không ạ? Những mẫu câu thực ra trong N3 thì các bạn sẽ đừng chủ quan với những mẫu câu của N4 nhá. Những kiến thức N4 cực kỳ là những kiến thức nền tảng luôn đấy ạ. Đó là những bài nào các bạn có nhớ những bài rất cơ bản của bài của N4 không ạ? Ví dụ như bài 30 chẳng hạn nhé, liên quan tự động từ, tha động từ. Rồi những cái bài như là về thể điều kiện chẳng hạn này, rồi bị động sai khiến. Ôi dồi ôi, cái bài 37 này, bài 40 em 18 chẳng hạn ấy, cái thể này rất dễ nhầm lẫn, ngay cả bây giờ các bạn học N4 nhá, xong đó lên N3, N2, thậm chí N1. Rồi những cái dạng cho nhận như là morau, itadaku, ghê được các thứ, trời ơi nó rất là dễ nhầm lẫn luôn, đúng không? Và đặc biệt tôn kính và khiêm nhường mùa nào cũng sai luôn. Rồi câu này chính xác, từ này nó sẽ đọc là kitanai, ok nhớ. Chữ này là chữ ô trong ô nhiễm bẩn thỉu, chữ cư đây là tối, ô môi là nặng, ô sôi là gì nhở, là muộn nhá. Chúng ta vừa rồi có từ ô cư đây được ấy, đúng không? Thế nên tính từ nó sẽ là ô sôi. Bẩn kìa, dọn đè nhá. Nào câu số 8 thì sao nào? Data wa zebu kono basuko ni, đúng không? Ok, chữ bảo tồn, đúng không? Shite arimasu đấy. Mình nhớ nói âm Hán Việt nha, có nhiệm vụ các bạn sẽ xem là gì, cái cách đọc của chúng mình cái từ này như thế nào. Câu số 8 nào, mời chọn gì đây? Câu số 8 rồi nha các bạn ơi. Đó, vừa rồi các bạn có đang tham gia kỳ thi thử của cô Dê không ạ? Đó, đừng làm ở đây đương nhiên là nhẹ nhàng hơn này, đúng không? Mà mình cho đề các bạn làm ở nhà cũng cảm thấy nó đỡ áp lực hơn. Nhưng mà phải phong cách giống phòng thi, đúng không? Đấy, cô sẽ cố gắng tạo ra những kỳ thi thử để các bạn có áp lực về mặt thời gian. Đấy, phải căn dồ, đúng không? Phần moji goi, phần từ vựng ngữ pháp ấy, phần từ vựng đầu tiên ấy, Hán tự và từ vựng chẳng hạn, thì hầu như là sẽ không phải thiếu thời gian nhiều lắm. Nhưng đến phần thứ hai, bao gồm phần ngữ pháp và đặc biệt là phần đọc hiểu, tổng cộng là 70 phút, đúng không? Làm thế nào để phân chia thời gian cho đúng, cách làm mỗi phần như thế nào, kỹ năng ra làm sao, đúng không? Nó không chỉ đơn thuần liên quan là mặt kiến thức nữa các bạn nhé, mà nó còn liên quan về cái kỹ năng xử lý đề nữa, kỹ năng tập trung, và đôi khi mình hay trêu các bạn là kỹ năng buông bỏ đó các bạn ạ, đúng không? Mình đang vậy này thì chết rồi, đúng không? Mình cứ hay đọc cố nhở, đọc cố biết đâu ra đáp án thì sao? Trời ơi, những lúc mà đang rất là phân vân, đang rất là kiểu nó sốt sắng rồi, không mấy khi đầu óc tỉnh táo ra phương án đâu, cứ mạnh dạn bỏ qua đã, đúng không? Đó, làm những câu tiếp theo nhé, đừng cố, đúng không ạ? Rồi, ok, câu 8 số 2 à, hozon, chính xác, đúng không? Chữ bảo thường thường như mình vừa nói, âm Hán Việt của nó có vần ao, sẽ thường thường có trường âm như chữ cao này vừa rồi này, đúng không? Chữ cao này, rồi vừa rồi chữ bảo chẳng hạn này, đúng không? Thì chữ này của cách đọc khác cũng có trường âm, nhưng trong trường đặc biệt một chút, đó là chỉ là hozon, đúng rồi, nó không có trường âm các bạn nha. Đó, zon trong từ son dai cái thứ chẳng hạn ấy, đúng không? Nhá, thì đây sẽ là hozon, đáp án chính xác sẽ là số 2, chuẩn luôn. Thì mình không gì được bảo tồn nhá. Không giống tiếng Việt của mình là bảo tồn tài nguyên thiên nhiên đâu, nó chỉ là dữ liệu được lưu lại, đúng không? Trong máy tính, nên đáp án chính xác sẽ là số 2, chuẩn luôn. Rồi, trước khi chúng mình đến với câu số 9 nào các bạn. Hay, juice ga tarinai kara katte kite kureru, đúng không? Juice ga tarinai kara, đúng không? Katte kite kureru, một câu nhỏ vả này, đúng không? Juice. Mọi người nhìn thấy câu số 9 chưa nào?
Tầm này anh em, các bạn hầu hết đang xem livestream của Sensei đang ở bên Nhật hay đang ở Việt Nam ạ. À, để mình có thể, từ sau mình sẽ căn giờ livestream cho nó hợp lý với các bạn hơn. Live sớm thì các anh em Việt Nam chưa kịp ăn hạn này, đúng không? Live muộn quá thì các anh em bên Nhật lại đi ngủ sớm mất rồi, đúng không ạ? Câu số 9 sẽ là gì đây? Mình lỡ cho N4 hay sao nhỉ? Đấy, nhưng có đôi khi nó chỉ là những cái từ vựng của N4, những cái chữ kanji của N4 thôi. Nhưng vào phòng thi nó là một áp lực hoàn toàn khác, đúng không? Nó không giống như, nó cũng là thi mà nó lạ lắm. Cũng là N4 mà lúc trong phòng thi và ngoài phòng thi nó lạ lắm, đúng không ạ? Rồi, câu 9 đáp án sẽ là số 3, chữ túc, đúng không? Đó, túc là đầy đủ và đây là không đủ nha. Thế nên mình, anh muốn giúp tớ được không? Đúng không? Anh muốn giúp em với nhá. Chưa sửa, ta đi nai kara. Đúng không? Ta đi đụ nhất, từ này nó sẽ là ta đi đụ. Để xem nó đọc từ nhóm 2 các bạn nha. Đó, chứ không phải chữ thủ nào cả, hay là chữ đa, đúng không? Hay là chữ tha, không đúng nhá. Câu số 10 nè, Sakura-san ni Tanaka-san wo shoukai shite moraimashita, đúng không? Ừ. Mình được cái ní này, xong đi moraimashita này. Đấy, bình thường câu của mình chỉ có một chủ ngữ thôi, đúng không? Tôi làm cái này, tôi làm cái kia, đúng không ạ? Nhưng đôi khi câu của mình nó sẽ tạm thời có chủ ngữ và lại còn tác động lên một đối tượng khác nữa. Vậy ai làm mình động, cái việc xác định cực kỳ quan trọng các bạn nha. Nào, câu số 4 đúng không? Đấy, trong trường này không liên quan đến dịch, cái tiện mình nói với các bạn thôi, bởi vì sau này các bạn dịch câu nữa, nhất là trong phần đọc hiểu rất dễ nhầm lẫn luôn. Đó, shokai âm ấn việc của nó sẽ là gì? Giới thiệu luôn đúng không? Đó, chính xác. Không? Đó, phải có bộ kết để kết nối người này với người kia giới thiệu cơ mà. Nên đáp án chính xác sẽ là số 4 các bạn nhá. Đấy, đừng nhầm với cả chữ này đúng không? Đó, đừng nhầm chữ này là chữ triệu. Chữ đúng không? Chữ chiêu, chữ chiêu đãi chẳng hạn ấy đúng không? Ok. Đấy, mời dù tớ chẳng hạn về có tay đúng không, có bộ thủ ở đây này đúng không, đấy để cho tớ chơi đi mà nê cự ấy đúng không, mà nê kim chẳng hạn nhá. Ừ, ok. Đó, còn chữ đằng sau thì đây là cai như trong hội cơ, gặp gỡ cơ đúng không, rồi chữ này là tai cơ chứ không phải cai trong từ năng có show tai đúng không, như là show kai đúng không, giới thiệu anh Tanaka, được cái chị Sakura giới thiệu anh Tanaka cho mình đúng không, giới thiệu club cho đấy. Rồi, chữ ghi câu 11 nào. Hani, sobo no wakkai koro no sashin no moraimashita. Câu này đừng nhìn nhầm nhá. Mấy cái từ nó cứ na ná nhau nhau đấy, đi thi là thế chứ đâu phải là cứ học từ này biết từ đấy đâu, đúng không? Mà nó cho những cần những cái đáp án nó cứ na ná giống giống nhau để mà gì đây, chúng ta bị phân vân đúng không ạ? Nhất là cái lúc mình đang hoang mang, lúc mình đang lo lắng nữa, áp lực thi cử nữa, đúng không? Rồi, câu số 11 có Thùy Dương một lối đi riêng đúng không? Là đáp án số 4. Nhìn thấy giống không? Đó, thì Dương đây số 4 này, đó, vẫn đang bị, vẫn nhắc lại, nhất định là comment lại lần nữa đáp án số 4 à. Có đúng số 4 không? Nào, câu 11 đã nhá, ở Ngọc Tú với Bình Nhi rất là nhanh này, dâu tây đúng không? Từ từng câu 1, đấy, chữ này ở trên này là bộ thảo cọ này, mà cũ này thậm chí là nhai 10 lần thì có bộ thập với cả bộ khẩu ở giữa ấy, đúng không? Thì nó phải là chữ gì đây? Không phải là wakai, mà nó là chữ gì? Nó đắng ấy, đúng không? Đó, ok, nên là nó sai mất rồi, nó wakai phải là số mấy? Đây là chữ hòa, còn đây nhìn cũng na ná nhở, giống thế nhở, thiếu bộ hòa, bộ có hòa trên nữa đúng không ạ? Nè. Đúng không? Đấy, nên câu này sẽ là gì đấy các bạn ơi? Ừ. Đó, đáp án sẽ phải là số 1 các bạn nha. Wakai có nghĩa là trẻ các bạn nhá. Ừ. Rồi, chính xác, câu 11 đáp án 1. À, đó là gì đây? Tôi đã nhận từ mẹ tôi đúng không? Một cái bức ảnh hồi trẻ của bà. Chính xác nhá, câu 11 đáp án 1. Câu 12 nào. Baiku to kuruma no shiko ga atta yoda. Cái mẫu câu yoda cũng rất hay dùng luôn nhá. Yoda này là gì? Nghe nào. Hình như là nếu mà nhìn ở phía đằng kia này đúng không? Có một vụ tai nạn. Ừ đúng rồi, giữa cái xe ô tô và xe máy, đúng không ạ? Ừ, yoda này là hình như các bạn nhá. Câu 12 đáp án mấy đây? Ở câu 11 đáp án 1 chính xác rồi. Còn câu 12 thì sao? Jiko đúng không? Đây cũng là ji nhưng mà ichi ji ni ji san ji đúng không? Đó. Còn đây cũng là cổ, nhìn thấy chưa? Trong cô ji thì đấy, cá nhân ở đấy cơ, nhưng jiko là sự cố các bạn nha. Đáp án chính xác sẽ phải là số 2. Rất dễ nhầm lẫn đó nên phải để ý nhá. Ừ, chào Hồng Sang. Rồi, câu 12 chốt đáp án số 2 các bạn nhá. Nào, tiếp theo mình đến với câu số 13 nào. Toshokan ni đúng không? Hongo kai shi ni ikimashita. Câu rất đơn giản thôi. Ừ, chào bạn. Rồi, tiếp theo chúng mình đến câu số 13. Mọi người nhìn thấy câu số 13 của Zen chưa? Chào Hải Sang, lâu lắm mới gặp bạn, nhớ bạn này lắm đây này.
Sao các bạn nhanh vậy? Cô còn chưa chuyển câu hỏi đáp án đã lên rồi. Thế hả? Nó không có thể làm do màn hình của em bị chậm ấy, mạng của em bị chậm chứ chưa nhìn thấy câu hỏi làm sao ra đáp án. Như kiểu đi thi đúng không? Người ta sẽ phát cái tờ Kaito Yoshi, cái tờ điền đáp án trước, thế là ok mình sẽ tô đáp án trước đúng không? Nếu không thì tô đáp án cho nhanh xong, đảm bảo tô hết, còn đúng hay không thì em chưa biết. Rồi, bắt đầu câu này, bắt đầu thấy 1 2 3 rồi này, các phương án bắt đầu khác nhau rồi này. Vân Anh chọn số 1 đúng không ạ? Nghe hợp lý thế, tôi đọc được mà, em đọc tốt đúng không? Hai này, ba này, có ai bốn nữa cho đủ bộ không? Đó, rất dễ giống nhau. Từ từ chúng ta quay trở lại với câu số 13 đã nhá. Bạn nào đây? Hà ơi, từ từ đã nhá, Thu Hà đúng không? Từ từ đã, giải quyết câu số 14, 13 đã rồi mình sẽ tiếp đến câu số 14 sau nha. Ừ thì biết cái câu này dịch là gì? Đó, với đọc từ với môn A2 ấy, mình hay khuyến khích các bạn là nên đọc cả câu lên một chút để mình nhớ về nghĩa của nó. Nhớ chưa ạ? Nhớ thì mình sẽ biết cái từ đấy chọn nó dễ hơn, đúng không? Nó có những từ như yobimasu, yonde kudasai. Đó thì cùng là yonde kudasai thì nghe cũng biết là gọi đúng không, hay là đọc nhỉ, đúng không? Đấy có những từ rất giống giống như thế nên chúng ta cố gắng đọc cái câu chứa lên, mình sẽ biết trong trường hợp là takushi o yonde kudasai thì không thể là dùng chữ đọc được mà phải dùng chữ gì đấy, gọi taxi. Còn shimun o yonde kudasai, đọc báo, đọc tài liệu đi, thì phải dùng chữ đọc là đọc, nhớ. Đúng rồi, vậy câu này sẽ chọn gì đây? Câu 13, chữ này là kashimas thôi chứ không phải là kaeshimas này. Rất nhiều bạn đâu rồi, gọi tên là lại là Vân Anh này, Thùy Dương nữa này, đúng không? Số 1 sai nhá. Đây là kashimas thôi, nó chỉ là cho vay, cho mượn thôi, đúng không? Còn chữ này là chữ phản, đúng không? Thế nhưng mà phản này không có cái bộ này dẫn mà dẫn lên trước cái này, đúng không? Bộ sách cái này thì nó chỉ đơn giản là gì? Phản đối thôi ạ, hantai, đúng không? Và chữ này đây mới là phản là trả lại kaeshimasu, đúng không? Nên đáp án phải là số 3. Số 4 đương nhiên không phải rồi, nó là kae như kae đi cơ, chứ không phải kaeshimasu, kaerimasu. Đấy, đúng rồi, mình thì đấy cho vay cho mượn như là kaeshi mà em. Mình đến thư viện để trả quyển sách mà, đúng không? Mình nhớ Thủy Dương ở trên comment số 1 mà, đúng ạ. À, đấy cho mượn quyển sách thì được nha. Cho mượn như đây trả quyển sách bạn ơi. Kashimasu với kaeshimasu khác nhau, đúng không nào? Rồi, tiếp theo mình chuyển câu nhá, được chưa? Trả lại, đúng rồi, kaeshimasu. Từ này mình nhớ không nhầm mà trong bài 7 giáo trình Minami no Nihongo, đúng không? Đó, tôi nhớ là trả lại ô thì phải, đúng không? Mình mượn thì phải trả kashimasu, đúng không? Karimasu và kaeshimasu. Ừ. Đấy, không phải cho mượn đâu, không sao đấy, đúng không? Mình nghĩ là khi học cùng với nhau này, đúng không? Live stream các thứ chẳng hạn, học một mình cũng tốt thôi, đúng không? Nhưng mà khi xem live stream với nhau được nhắc đấy, không bao giờ quên. Nhớ đi thi hay là gặp, hay là tình huống khác mà gặp cô này đấy, hôm đấy cô giáo đã nhắc, mình đã rất khẳng định cái ý chí của mình đó là ừ cho mượn mà cô, đúng không? Đúng, thư viện cho mượn sách mà, hợp lý, đúng không? Như trong trường này là trả sách kaeshimasu, nhớ không ạ? Ừ. Rồi, ok, câu 12. À, câu 14 nào, các bạn chọn gì đây? Ừ, hầu hết mình đang thấy là đáp án sẽ là số 2. Ừ, mình đang thấy comment bạn Thúy Hương ở trên nó là quay lại. Không phải quay lại đâu nhá. Quay lại thì nếu mà chúng ta sử dụng từ mồ đô đự hoặc mồ đô sự cơ nhá. Đúng không? Còn chữ này có thể là cái ê đự nữa cơ, đúng không? Cũng thể là thạ tự động từ nó như vậy. Nhưng trong trường này nó cái sự đi trả đâu nhá. Ừ. Vừa học xong từ này à? Đó, thế là nhớ luôn. Rồi, câu 14 à, chính xác. Chữ này chỉ là chữ giả thôi. Kenkyu sha, y sha, nhờ. Rồi, chữ này là chữ đô trong kinh đô, đúng không? Đó, chữ này là chữ tá trong từ karimasu ấy. Ở trên này, số 1 đây này là kashimasu nhá. Còn ở số 3, câu 14 nó là karimasu, đọc cái tên bộ nhân đằng trước này. Con người vay mượn nhau chứ, đúng không? Thì đây chỉ là chữ tích này thôi, tích cổ tích ngày xưa ấy, mukashi banashi, ngày sửa ngày xưa nhớ, đó mà. Đấy, chúng ta ghi nhớ được cái đó cho dễ dàng hơn rất là nhiều. Câu 4, số 2 chính xác. Nào, đến câu số 15 nào. Đấy, vừa rồi có từ chữ phản này, henji, phản sự là những kiểu lời hồi đáp đi. Kare no henji wa nani nani wa iku no ka ikanai no ka hakkiri wakaranakatta. Nhớ chưa nào, đúng không? Nào, những bạn nào đã có thi thử vừa rồi chưa ạ? Điểm có ok không các bạn ơi? Đề này có vừa sức với giáo viên không? À nhầm, có vừa sức với các bạn không ạ? Nào, tiếp theo là chúng mình đến với câu số 15, mọi người như thế chưa? Cái phản hồi của anh ấy thế nào nhỏ mà? Đi hay không đi? Chả rõ là đi hay không đi nữa. Đi yêu không yêu nói một lời, đúng không? Thế nên là những cái câu trả lời mà em yêu không, em không yêu mấy, đúng không? Thì nó tai hen đế, ai mai đế, chima nakute hay là akira, akira cả đế, đúng không? Chúng câu 15 đáp án sẽ là số mấy? Chính xác đáp án số 2, chuẩn luôn. Ai mai mơ hồ không rõ ràng nhá. Lập lờ, mập mờ đều được, chính xác. Tai hen là vất vả. Chima này là chán, đúng không? Akira cả nó chính là chữ minh các bạn ơi, làm sáng tỏ, sáng rõ các bạn nha.
tám chín, ôi dồi ôi sao lại đấy, học ở cái mức nào đừng có chơi vơi thế nhá, học làm sao để ít nhất mình phải được, mình phải tự tin ở mức 101, 102 để lúc nó trừ bớt đi là vừa, đi thi vòng thì mất tập trung rồi sợ rồi lo lắng này nữa, chỉ còn 100 là vừa đúng không, chứ đang ở cái mức mà cứ 89, thậm chí 91, 90 nữa đúng không ấy, mà ta 94 chứ đúng không, N3 là 95 điểm mới đỗ cơ mà. Ừ. Rồi, ok, chúng mình câu số 15, đáp án số 2 chính xác nhé. Câu 16, quý chọn 2 này. Con mèo, con mèo này đúng không? Nó chọn 3 rồi lại quay về số 2. Đọc câu nào, ở đất nước của tôi ý, đúng không? Thì trong những môn thể thao thì bóng đá là kiểu như là được ưa chuộng nhất, hot nhất ý, đúng không? Kiểu thế nó diễn ra thường xuyên nhất, đúng không? Có một cái từ nào. Ừ. Rồi, ok, cố gắng hơn nhé, bạn thấy khó phần nào? Ừ. Cứ nhắn tin lên Sensei nhá, đúng không? Mình sẽ có thể hỗ trợ bạn cái trong dạng này là mình nên học cái gì, đúng không ạ? Nên học cái gì, như thế nào, chúng ta còn một tháng nữa, còn nước, còn tác nhá. Chứ bảo tôi chết rồi, tầm này em được 89 liệu chắc không đỗ đâu, tôi em buông bỏ không được nha. 89 thì mỗi ngày mình cố thêm một chút, không so với những đứa nào ổn đang tận trăm mấy, mình cố thêm một chút, mình lên 90, 95, đúng không? Thế là được rồi, xong rồi lên 100 nữa chẳng hạn. Mỗi ngày mình soi bản thân mình ngày hôm qua, mình đã nỗ lực hơn, đúng không? Để mình không cảm thấy hối tiếc gì nữa. Chứ còn đến lúc mình không, mình đi thi, mình đi thi mà mình buông bỏ rồi chẳng hạn, đến lúc ngày đi thi thì có gì đâu hối tiếc đâu. Rồi, ôi rồi thi được hẳn 94 điểm, đéo có tiếc không? Nào, câu 16, vẫn có bạn chọn 3, bạn Nguyệt này, có nhầm không? Nhá thì trong trời, ôi, không phải nhiều nhất đâu, trong những môn thể thao thì bóng đá là nhiều nhất, không có nhiều nhất thì đâu, đúng không? Nó phải dùng từ sakan, âm bắn Việt nếu có nó chính là chữ thịnh các bạn ạ, đúng không? Rất là thịnh hành, rất được ưa chuộng, yêu mến, nha, đúng không? Nên là bạn phải là số 2. Đúng không? Ví trường đại học nào đấy mà có môn bóng rổ là có rất nhiều anh đẹp trai các thứ, chẳng hạn những bạn đẹp trai cao to này có thành lập được bóng rổ đúng không? Rất là hot, đi thi đấu này nọ kia thì nó cũng gọi là sakan, nhớ. Ừ. Tháng 12 em mới thi, tháng 12 em mới thi N3. Ừ, mà đọc hiểu khó quá. Đúng rồi, đúng không? N3 đọc hiểu khó, N2 còn khó nữa cơ. Đúng không? Thế nên là chúng mình sẽ phải cố gắng học nhá, đúng không? Đấy, như các khóa học cô Dê mình đều thiết kế, bản thân mình thiết kế các khóa học cho cô Dê đều phải học tự nghe hiểu và đọc hiểu ngay từ đầu. Các bạn công nhận là khi bắt đầu một cái trình độ mới là các bạn sẽ có xu hướng là các bạn sẽ học từ vựng với ngữ pháp trước, đúng không? Ủa thì chắc là phải có từ vựng ngữ pháp em mới dịch được câu. Nhưng có bạn, nhiều bạn đang thời điểm này đi, các bạn sắp thi rồi đi, chắc chắn sẽ có những bạn mà ừ bài này em cũng biết, em cũng hiểu, mà tại sao đáp án tác giả cứ nói đi đâu ấy, chả hợp ý em gì cả, đúng không? Các bạn có công nhận với mình là ừ đấy, bảo đến chờ đến giai đoạn cuối mới học đọc hiểu nghe hiểu đây này, đúng không? Cho mình tạm mình nói là đọc hiểu đó chẳng hạn nhá, đúng không? Ừ, từ này em biết, ngữ pháp này em cũng biết, nhưng mà dịch câu của nó lạ lắm, đúng không? Đấy là do bạn chưa có kỹ năng dịch. Thế nên tất cả khóa học cô Dê mình đều thiết kế là phải học đọc hiểu và nghe hiểu ngay từ đầu, học về bản chất của nó, đúng không? Đi từ gốc của nó chứ không ăn chơi với không chơi với cả những cái trò như là tiếp mẹo nhá. Đúng, tiếp mẹo sẽ giúp các bạn đẩy nhanh ở tốc độ làm bài, sẽ có thứ tự ưu tiên trong việc lựa chọn đáp án nhá. Nhưng nếu mà chỉ tiếp mẹo không không ăn ở đâu. Thế thì trên mạng kia người ta đưa cho bạn rất nhiều tiếp mẹo này, đúng không? Học vài video là có thể đi thi được rồi, cần gì phải ngồi học làm gì, đúng không? Đó, nhưng mà càng lên N3 phải gốc, cái N3 bạn phải chắc, dịch những câu N3 là chắc thì lên N2 nó sẽ đỡ vất vả hơn rất là nhiều các bạn nhé. Ừ. Rồi, ok, chúng mình quay trở lại với câu số 17 đây nè. Basu no jikan no okureso de, đúng không? Nani nani yo demashita. Các bạn nhìn nhá, cái show này, để tiện cô nhắc luôn ngữ pháp này. Show này có hai nghĩa. Nếu bỏ mắt sự đi nó sẽ là gì? Có vẻ sắp sửa thế nào đó, đúng không? Ví dụ như sắp rơi, sắp muộn đi chẳng hạn. Còn một nghĩa nữa, nó đi với futsuke, thể thông thường ấy, thì nó là trích dẫn nguồn thông tin. Mà dấu hiệu của nó hay đi về trước nó sẽ là niyoru to niyore ba. Theo cái nguồn thông tin đó thì nghe nói rằng thì mà là, nhớ chưa ạ? Ừ, nên câu 17 đáp án đây sẽ là gì các bạn ơi? Là ba chính xác, vừa rồi từ awate tạ đấy. Nhớ chưa? Đúng không? Nói là muộn nên tôi đã rất vội vàng ấy, vội vàng hấp tấp nhá, chính xác. Vội vội vàng vàng bổ sấp bổ ngựa đi ra khỏi nhà nha. Cho nên nagarete đúng không? Là chữ lưu trong trôi chảy như này này, đúng không? Susunde đúng không? Tiến hành, nó có tiến triển đi. Maniate nó là gì? Kịp thời, kịp nhá. Ừ. Rồi, chính xác. Đấy, câu số 18 nào. Chotto yome nikui no de moichido tene ni nani nani kudasai. Đấy, người ta gọi đây là những động từ phức. Nãy giờ động từ của mình chỉ có đơn thôi, đúng không? Mỗi một từ là một cái kaki là biết là viết rồi. Nào oshimasu là sửa, owarimasu là kết thúc, dashimasu là lấy ra, hajimemasu là bắt đầu. Ừ, đúng không? Nhưng ghép với những từ kaki mát nó lại mang những nghĩa khác đi. Câu 18 các bạn chọn gì đây? Câu 18 nào? Đó, hajime thì sẽ là bắt đầu làm cái gì đó các bạn nhỉ? Nhìn thấy chưa? Đúng không? Đấy, bắt đầu như đơn thuần là bắt đầu ăn, mới bắt đầu viết.
đúng không? Và tương tự với nó chúng ta sẽ có tiếp theo. Tiếp theo nó sẽ là tsuzukemasu, đúng không? Là vẫn đang tiếp tục đấy, hành kia vẫn đang lâu lắm không gặp nhau hay sao ấy. Hanashi tsuzukemasu, vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau. Và nói xong rồi, đúng không? Ở đây viết xong rồi, kaki warimashita, owarimashita, viết xong. Đây là shimasu, có nghĩa là bắt đầu, như thường hay với những từ cơ, đúng không? Ví dụ như là tobidasu này chẳng hạn này, nhảy cẫng lên này, đúng không? Này lên, nhảy cẫng lên ra này. Rồi thì ugokidasu, đấy, nó bắt đầu chuyển động. Wadaidasu, đúng không? Phạ bật cười lên chẳng hạn. Nhớ thì trong trường hợp này naosu nghĩa là làm lại. Kangae naosu thì có nghĩa là suy nghĩ lại. Kaki naosu nghĩa là viết lại cho hẳn hoi cẩn thận vào. Chính xác, cô tay quá, ichiban chuẩn luôn. Hỏi lại á, cái nào là hỏi lại? Đây là kaki mà em, không phải là kiki nhá. Lẹ rằng ơi. Rồi, mình lấy một câu số 19 nào. Kino no shiai no nani nani wa edo go tai sa go tai san de make deshita, đúng không? Thua mất rồi, thua chỗ 3 năm. Đó vậy. Câu này dễ quá. câu 18 mình vừa rồi các bạn đã chọn 4 hay sao nhỉ? Mình có nhìn nhầm không ta? Đấy, bạn Hà Sinh này, câu 18 chúng mình phải chọn mấy đây? Câu 18 đáp án 1 nha. Rồi, tiếp theo câu 19 chọn 4 à. Đâu đừng nhìn chỉ có kết quả chứ còn gì nữa à. Chính xác, chứ không phải độ dài. Không phải là Nichiji desu ne, ngày tháng, ngày giờ, đúng không? Hay là Kanso là cảm tưởng nhá. Cảm tưởng là viết văn, viết bài báo này thôi, đúng không? Trong nhà này kiệt cảm, bài câu này quá dễ luôn. Câu 19 đáp án sẽ là số 4, không phải sai được. Kết quả của trận đấu nhá, đúng không ạ? Câu số 20 là Ato ni te ne goku datta no ni hontou ni nani nani desu ne. Trời ơi, chỉ còn thiếu 2 điểm nữa, Ato là chỉ còn các bạn nha. Còn 5 phút nữa Ato 1 phần desu, Ato 5 phần desu. Các bạn ơi, còn 1 phút, còn 5 phút nha. Nên là còn 2 phút điểm nữa thôi. Ví dụ bạn đi thi 95 điểm nữa đúng không? 93 điểm tới ngồi tiếc. Ôi trời ơi, Ato desu ne nan ka ni te ne goku datta no ni, đúng không? Đã như chỉ 2 điểm nữa thôi là có thể đỗ rồi. Ấy thế mà, có tức không chứ lại. Vậy tiếp tục thế nào các bạn ơi, thật sự tiếc quá. À, nó cả Ayashi, không phải nhá, là đáng ngờ. Cứ lảng vảng, thằng có nên trộm hay là anh đàn ông ấy chẳng hạn, cứ lảng vảng kia chẳng hạn nhá. Kewashi là chữ hiểm trở ấy nhá, Omoshiroi là thú vị không. Nó chính là Oshi, nó chính là cái chữ. Đúng rồi, chữ tích, như tích này là chúng ta có bộ nhân đằng trước các bạn nha. Nhìn thấy chưa, đúng không, lúc nãy chúng ta có tích mà bỏ bộ nhân đi ấy. À bỏ bộ không có bộ tâm đằng trước ấy, thì nó sẽ là tích trong Mukashi. Thêm bộ nhân nó sẽ là chữ tá, à, chữ tá là cá đi độ là mượn. Còn đây thêm bộ tâm đằng trước ấy, đúng không, nói về tâm tâm trạng mà, đúng không, tâm trạng con người nó oxy là đáng tiếc các bạn nha. Chính xác. Chuẩn luôn. Câu số 21 nào. Anh Nguyên đúng không? Đấy, bạn ấy tên là Nguyên này. Shigoto ni tanomaremashita ga isogashi no de. Mình đã được nhờ nhất, được anh Nguyên này, anh nhờ công việc. Đấy, phải dịch đúng rồi nhá. Ai mình nhờ anh ấy hay là anh ấy nhờ mình khác nhau. Bởi vì nếu mình nhờ sẽ là tanomimasu. Còn đây chưa rằng bị động là tanomaremashita ga, được anh ấy nhờ việc, nhưng vì mình bận quá thế nên mình làm sao? Mình làm sao đây các bạn ơi, xem nào. Câu 21 mình sẽ làm gì các bạn? Quấy cố gắng nói lên nữa nhá, đúng không? Đấy, khi mình dạy từ vựng cho các bạn, mình cảm thấy là các bạn cứ lười nói, đúng không? Lười nói lên thì cô giảng cái từ đấy biết rồi, nhưng vâng vâng mình biết từ đấy, tiếng Việt này rồi. Từ tiếng Việt đương nhiên nói rất thuận rồi, nhưng quan trọng là mình sử dụng nó. Mà trong những đáp án sai nó cứ na ná rông rống ấy, nên mình muốn các bạn phải nói lên nữa nhá. Sử dụng nó, áp dụng nó, rồi có sai lần đầu lần sau mới nhớ. Rồi trong lúc mình học ấy, đúng không? Mình cũng phải để ý nó hơn, à cái này đọc ở thế này, đúng không? Đó. Rồi, chính xác, từ chối nhá. Kotowarimasu, chính xác, chữ đoạn tuyệt từ chối nhá, đây là số 4. Ok. Susume là gì đây? Chữ này là chữ có rất nhiều chữ susume nhá. Vừa rồi có chữ sumu ấy, đúng không? Có 3 chữ Hán cơ, với các bạn 3 chữ Hán. Thứ nhất là chữ tiến, tiến triển cái gì đó. Rồi tiến trong tiến cử đó cơ, trong cái từ là cả suicidal ấy, cái thư tiến cử. Còn chữ này là chữ khuyến các bạn nha. Khuyến trong khuyến khích, đúng không? Khuyến nghị cái gì đó nhá. Ganbarimasu là cố gắng, sasoimasu là gì đây? Mời, không đúng rồi. Đáp án sẽ là số 4, chính xác. Kotowarimasu, kotowarimasu. Rồi câu 22 thì sao nào? Kanozo wa watashi no imoto. Ototo to totemo nani nani ga ii. Một tụng từ rất là phổ biến luôn. Cô ấy này. Cô ấy làm sao đây nhỏ? Với cô ấy em trai của tôi à? Đúng rồi, đấy, cô ấy thế nào nhở? Rất là thân thiện, thân thiết nghe hợp lý nhở. Đây này, thân thiết như người nhà. Hay là chữ thân thiết, hay quá. Rồi để hữu, bạn hữu hay quá. Hay là chữ trọng này, đúng không? Chúng ta dùng cụm từ nào đây? Nào, cụm từ nào đấy các bạn ơi? Cụm từ rất quen thuộc luôn. Đó, chính là Ồ.
Rồi, nắc cả gầy, chính xác, chúng mình có cụm từ đấy đúng không? Chứ nhìn ở thân thiết cho từ diêu jin thôi, đúng không? Và xin diêu, mình xin lỗi, đúng không? Đấy, từ này sẽ là shitashi, ở đây cũng là thân thiết đấy, nhưng nó là shitashi, đúng không? Đấy nhá, còn đây chữ già, không liên quan nhá. Nắc cả gầy, chính xác, chơi thân, thân thiết, mối quan hệ tốt, đúng không? Đó, chính xác, đó. Nó nắc cả náo sự chẳng hạn ấy, đúng không? Sửa chữa cái mối quan hệ đó, tức là làm lành đấy các bạn, cãi nhau xong. Ken ka chite kara desu ne, naka náo sự, nhá, thì nghĩa là làm lành đó các bạn ơi. Đó, từ một từ nhưng ta biến đổi rất nhiều những từ rất hay, nhỉ? Câu số 22, chốt là số 1 nhá, chuẩn luôn. Câu 23 nào, mình đang thấy có thanh nhàn chọn 4 này, hạt giống tâm hồn gieo số 2 này, đúng không? Asta wa nani nani hayaku iyo, deru tsumori desu. Ngày mai là dự định là sẽ ra khỏi nhà sớm đấy, chỉ cần câu này là xong rồi, cần gì những phó từ cái đầu. Thế nhưng nó có vào thì mình phải xem ngữ cảnh của nó là gì được nhớ. Câu 23 có bạn chọn hai nữa, 23 nha. Đây có hai và ba, à hai và bốn. Bốn là sapari, từ này có rất nhiều nghĩa, như trong đó cái sapari mình hay dùng nhất, sapari này, sapari của cả này hoàn toàn không hiểu gì hết trơn hết trời á, đúng không? Thì mới là sapari, nhưng trong trường này không phải, nó đi phủ định, phần nhiều đi phủ định nhá. Đúng rồi, để ký đủ đa kề nếu mà có thể. Chứ shibaraku là một chốc một lát, đúng không? Thì để đi sớm nữa là nhàng quá. Hô tung độ là hầu như, đúng không? Đó nên chính xác đáp án sẽ là để ký đủ đa kề, cố gắng nhất trong phạm vi có thể là sẽ ra khỏi sớm nhất có thể, đúng không? Đó, ví dụ đi thi chẳng hạn ấy, đúng không? Đấy, đường này hay bị tắc, cái thứ tìm chỗ gửi xe, các bạn nên cố gắng để ký đủ đa kề hayaku iyo đang cả đây được chung mori des, nhớ chưa? Rồi, trước khi chúng mình đến với câu số 24 nào các bạn. Moratta chizu o mita no ni michi ni nani nani shimaimashita. Liên quan đường xã chẳng hạn, chúng ta sẽ làm sao các bạn ơi? Mặc dù mình đã nhìn cái bản đồ người ta đưa cho mình rồi, đúng không? Morata chi xuống mita no ni, thế nhưng mình vẫn bị lạc đường, đúng không đã? Đó, phải dịch chính xác, học cách dịch câu, dịch chính xác thì khi mà mình chọn các từ vựng nó phù hợp với ngữ cảnh nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Nào, câu số 24, chọn gì? Nào, cố gắng comment cả số thứ tự trên xe nha, để xem nhìn cho dễ nào. Yuki-san, có mẹ số thứ tự ra xe nhá. Không biết bạn chọn câu mấy đây? Dâu tây chọn số 4 à. Dâu tây lại hai lần, đúng không? Điều quan trọng em nhắc lại hai lần cho sensei nhìn thấy rõ. Yuki giúp mình comment số thứ tự ở câu đó nhé, để xem là bạn mình biết là bạn đang chọn câu nào. Rồi, câu 24 đang chọn 3, câu này là wakanai nghe hợp lý nhỉ? Đúng không? Nhưng nếu mà không biết đường, người ta dùng michi ga wakaru wakanai, đúng không? Như là michini lạc đường các bạn nha. Đúng rồi, lạc đường bạn sẽ chọn wakanai hay là kangae hay là aruite, đi trên đường này là cũng lạc đường thật rồi đấy nhá. Đáp án sẽ phải là số 3, mình đọc là gì nhỉ? Từ nay chữ Hán đọc là gì các bạn ơi? Chữ mê, đấy gợi ý là chữ mê trong mải mê rồi mê sảng ấy chẳng hạn ấy, lạc lối đúng không? Đọc là gì? Nào, chữ số 3 đọc gì thế nào? Có thể biết từ này đấy, xem mọi người đọc đúng không nào. Nào, đọc về cả cái cách đọc là cái sang từ điển cũng được, thẻ từ điển cũng được, mà sang đúng cái thẻ tên này cũng được. Đọc là gì? Đọc là gì? Đọc là gì? Đố biết nào, câu số 24 đã. Chưa chốt 24, chưa sang 25 vội. Mayote, chính xác, mayoimasu, chính xác, mayo, đấy, mỗi người đọc một kiểu luôn. Xong lại đọc sang cả romaji, rồi hiragana, đúng không, rồi yoimasu à, mayoimasu, yoi lại là say mất rồi, em mê quá rồi, em say đó. Rồi còn mê yốc cự luôn, mày mê luôn. Rồi, cảm ơn các bạn, chính xác, mayote nhá, mayo, đúng không, sự phân vân, đúng không, thì có thể là gì, lưỡng lự, đôi khi thì lạc đường, trong nào là gì là lạc đường, nhá, chính xác, rồi, cảm ơn các bạn. Nào, bây giờ đến câu số 12, rồi, đấy, phải tương tác nữa chứ. Kyo no kaigi wa nani na hayaku owatta. Nhìn thấy chưa? Cuộc họp hôm nay đã kết thúc sớm. Ừ thế thôi, em cần gì mấy từ này đâu. Nhưng nó cho vào thì phải chọn cho biết làm sao nhờ. Câu số 25 anh em ơi. Đấy đúng không? Đọc cái từ lên cho xe nhé. Có những chữ Hán đây đọc xem nào. Nhưng mà đã comment đã bán rồi chẳng hạn đúng không? Nếu không suy nghĩ lại thì mình suy nghĩ cách đọc của nó. Rồi, chị Minh Đức, nhạc nào cũng thấy nhảy luôn, đúng không? Thấy N3, N2, chắc là N1, thậm chí N4, chắc bạn cũng sẽ vào comment, rất tích cực luôn. Học học mỗi ngày, đúng không? Câu 25, à, có bạn Tuyến là chọn lối đi riêng, chọn số 2 à, ôm môi đê à? Cuộc họp bạn liên quan đến kỷ niệm gì đấy? Kết thúc kỷ niệm à? Ừ, chắc là bấm nhầm rồi đúng không? Rồi, chính xác câu này, lại có chữ 1 nè. Hồng ơi, chữ 1 là gì? Ododoki, đúng không? Không có Ododoki ní đâu, chữ Ododoki must à, đúng không? Đấy, chữ kinh trong kinh ngạc, đúng không nào? Đấy, nên đáp án nó phải là từ igai, chữ này đọc là igai các bạn nha. Đấy, nó giống một từ nghĩa là angai cũng nghĩa tương tự nha, đúng không? Đó, như đây, igai đà cũng được, chứ angai bắt buộc phải bổ nghĩa cho cái đằng sau. Nhưng trong trường này là igai ni, đúng không? Kết thúc sớm không ngờ, ngoài cái dự đoán, dự tưởng của mình. Chính xác, đáp án sẽ là số 3 nhá.
Odorokimasu xuất phát từ nó là Odorokimasu đấy em, đúng không nào? Ngạc nhiên, bất ngờ, sốc với chuyện gì đó, nhé, chứ không có Odoroki ní đâu, đúng không ạ? Trên xe like nờ mấy vậy trên xe? Đấy bạn nhìn em đoán được nờ mấy? Đố biết. Rồi ok, chúng mình sẽ sang với phần đọc hiểu nha, mọi người nhìn rõ không ạ? Đó, thực ra Sensei rất muốn và muốn bắt các bạn học đọc hiểu ấy, vì đương nhiên là khi các bạn mà tự học chẳng hạn, đúng không? Ui dồi, cho bao nhiêu đề từ vựng, bao nhiêu đề ngữ pháp làm ngon ơ. Thế nhưng mà lúc bảo làm đọc hiểu cái là ui sợ quá, nhìn cái chữ, em bị sợ chứng hội chữ, sợ hội chứng sợ chữ các bạn. Cứ nhìn thấy chữ là em là ngăn đùng ngã ngửa ra mất rồi. Rồi chữ ý và chữ ngoại, rồi chính xác, có nghĩa là ngoài suy nghĩ của mình, không nghĩ là nó lại thế, lại kết thúc nhanh gọn nhẹ thế nha. Nào, câu 1 nào, chính xác, bây giờ quay trở lại câu 1 nhá, lúc nãy 20, 25 dài quá rồi, bây giờ quay trở lại. Nào, câu 1, các bạn chọn gì đây các bạn ơi? Rồi, nào, câu số 1, đúng không, với dạng thư từ mêu mủng ấy, đúng không, chúng ta đi thi ấy, đọc hiểu là hay sợ đúng không? Thế nên chả nhẽ dạng bài nào cũng sợ, nó có các dạng bài cơ mà, nó phân chia ra đoạn văn, trung văn, trường văn, đúng không, và dạng bài tìm kiếm thông tin. Thì cái trong quá trình các bạn luyện đề, các bạn phải phát hiện ra được, phải nắm được, đúng không, cái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì, đúng không, để mình tập trung vào những cái điểm mạnh ấy đã, để mình làm bài cảm thấy tự tin đã, đúng không. Còn những cái bài nào, còn đương nhiên bài nào chẳng có chữ, đọc hiểu đương nhiên bài nào chẳng có chữ rồi, đúng không. Đó, thế nhưng mà xem là mình sẽ làm những bài mình tự tin trước, mình hiểu rõ cách làm trước, đúng không, thì mình chọn đáp án sẽ dễ hơn rất là nhiều, đúng không ạ. Nào, câu số 1, mọi người đang chọn 2 đúng không? Đó, đoạn thư từ mêu mủng ấy bao giờ chào hỏi nhau này. Ừ, dạo này trời nắng lắm đấy, đúng không? Đi ra đường có đội mũ không? Cẩn thận là cảm đấy nhá, đúng không? Đấy, nói chung chỉ là những lời hỏi đáp, rồi những lời kiểu quan tâm hỏi han chuyện ngày xưa ngày nay thôi. Kệ nó đi. Nhưng có dấu hiệu đó từ sate, nào, vào chủ đề chính thôi. Hỏi thế thôi, hết giờ rồi, vào chủ đề chính thôi. Đúng không đã? Có từ sate hoặc là chikimashite, nhớ chưa? Đây, nào, vào chủ đề chính thôi. Đấy, cái đoạn này mới là cái đoạn chúng ta gì cần tập trung vào, đúng không? Đấy, tiếp áp dụng vào đi. Được, đúng không? Nhưng mà áp dụng vào chúng ta phải dịch câu để hiểu nó. Nếu mà có những thứ tự gì, những đáp án mình phân vân, thì mình sẽ ưu tiên những đáp án nào nằm sau cái từ sate này các bạn nhớ. Rồi, đây sẽ dịch thắng nhé Sensei nào. Ở, đúng không, trường đại học của chúng tôi, vào cái chủ nhật này thì tổ chức cái này, đúng không? Đó, một câu các bạn ấy trong N3, N2 nó sẽ rất là dài. Thế mình phải tìm cách, đúng không, là gì cho câu nó ngắn lại, chia để trị bằng cách ngắt các mệnh đề câu ra. Đúng không, ngắt bằng cách nào? Cái quan trọng nhất hay dùng nó chính là dấu phẩy. Sao mọi người đọc nhanh dữ? Đấy, đúng không, phải biết cách đọc nó mới nhanh được chứ, công nhận không? Đấy, chia câu ra cho dễ nhá. Ở trường nào của tôi, vào chủ nhật nào tính sau, nhìn cái khung cầu nào đã, người ta tổ chức tiến hành cái này cái kia, đúng không? Đó, chủ nhật tuần sau tổ chức cái gì xong dịch từ cuối lên, bởi vì mình bảo các bạn đọc câu là từ từ đếm đọc chỗ này đã. Quả ta chi no dai ga ku de wa dai shu no ni chi jo bi ni chi iki no kata to. Ui dồi ôi, đúng không, cái lượt đầu tiên các bạn đọc ấy, não các bạn chỉ kịp xử lý là gì, à từ hiragana đọc cái gì nhỉ, chữ katakana rồi chữ kanji này là gì nhỉ, đấy đang căng não ra thì làm sao các bạn suy nghĩ được ý nghĩa của nó. Thế nên phải học cách chia câu dịch từ cuối lên để cứ sát vào nó luôn. Tổ chức cái gì, những buổi giao lưu gì đây, của những du học sinh, đúng không, với cả những cái gì, những người dân ở những khu vực ấy, công nhận không đã? Và gì, người ta làm cái này, người ta làm cái kia, nhìn thấy chưa ạ? Đúng không, người ta đấy, những mẫu câu ta đi có phải mẫu câu của gì đấy, N4 không? Không phải N4 đâu, N5. Dạ, chủ nhật em đi chơi này, em nấu ăn này, em giặt giũ này, cũng nhớ ta đi đấy không? Đấy, đúng không, các bạn học sinh, các bạn sẽ làm ba hành động chia ngắn rồi dễ. Thứ nhất là gì, đúng không, đấy, trước khi mà bán thì người ta có làm VT nữa, cũng là một cách chia, đúng không, làm thủ công, tự tay làm những món ăn của đất nước người ta này, xong người ta đang bán này, xong người ta hát này, rồi người ta nhảy múa này, đúng không, và từ này em chả biết chả sao cả, đúng không, đó nhá. Nhưng nói chung là nhảy múa được rồi, đúng không đã? Vậy nó sẽ là cái nào các bạn ơi? Chính xác, cứ thấy sate là vứt đoạn trên này, chính xác. Đấy thì mình khái quát các bạn biết là cái mô típ ấy, đúng không, phải làm nhiều vào. Mình đã chỉ cho bạn mô típ của dạng bài thư từ mêu mổ phía trên, hỏi thăm rời đất, thế dạo này em có khỏe không, đúng không, em người yêu cũ ơi, em lấy chồng chưa, kệ đi, xong rồi sao đây có vấn đề này đây ạ, tiền em vay anh em bao giờ em trả nhỉ, đấy đằng sau cái sate tiền lên món tiền nong ấy, nó mới là cái chủ đề chính anh này muốn nói nhất, chứ chả yêu đương gì cả, chả hỏi han gì hết, nhớ chưa. Đấy, phải biết cách khi đi thi, không phải là đứa nào đọc giỏi hơn ai, rồi dịch nó kỹ hơn hay là dịch nó hay hơn, người ta không yêu cầu các bạn làm thế. Trong cái thời gian giới hạn, đúng không, 70 phút, đúng không, trong N3 bao gồm cả ngữ pháp, trời ơi, dấu sao, rồi ôi, đục lỗ, đúng không, rồi mấy bao nhiêu bài đọc hiểu, đúng không, không làm nhanh là chúng ta bị thua còn gì nữa, nhờ. Rồi, vậy chính xác, đúng không, vậy liên quan chỗ này cô chỉ đến cô điêu cai, phải tìm cô điêu cai cho mình, có mỗi cái này cô điêu cai thôi.
đúng không? Đấy, còn gì đấy, cái việc này này, chuyển nhà ở trên nhắc kệ thì không tính nữa, đúng không? Rồi hỏi thăm sức khỏe mùa cái từ số chiêu này, cái thứ chẳng hạn ấy, dạo này trời nóng lắm thế nọ thế kia không liên quan, đúng không? Rồi nhờ là gì bán đồ ăn cũng không phải nhá, nhìn này chưa, trong này là sẽ số 2. Rồi những đáp án mà liên quan ta đi ta đi tô cả dạ na độ thì thường thường có xu hướng bỏ đi, bởi vì nếu bạn chọn được là liên quan đồ ăn thì còn liên quan đến hát cũng được chứ sao, nhảy múa được chứ sao, chứ nhà bỏ cả ba đi. Nhớ chưa? Nhớ đáp án trong trường hợp này chính là gì đấy? Ô xôi mời hãy đến tham gia vào gì đấy? Cái buổi cô điêu giao lưu này nhá. Ừ. Bài số 2 nào? Đấy, nó không dễ dàng nhìn chữ nữa đúng không? Nó không thư từ miêu mổ, nó là cả một đoạn văn. Vậy thì làm thế nào bây giờ? Ừ. Có kịp nhìn chưa các bạn ơi? Ừ. Lâu không thấy Sensei like N2 nhỉ? Vì Sensei đang dạy các lớp N2 này về buổi sáng ấy, đúng không? Có bạn nào đang buổi sáng ở đây không? Mình sẽ có thể cho các bạn học cùng với Sensei vào 5 giờ sáng nhá. Ở trong những cái nhóm Zoom riêng của Sensei, mình có thể hỗ trợ các bạn học cùng luôn đấy ạ. Nào, ok, 13, 14 đâu? Bạn đời lê như là nó bị chạy chậm hơn rồi ấy, mọi người sao ấy? Mọi người đã đến lần đọc hiểu, bạn vẫn đang comment rất nhiệt tình ở những câu 13, 14 này. Đấy, N2 được đang có hoa sen xe like đấy các bạn ơi, đúng không? Chúng mình cùng vào học nhá. Đấy, vừa kết thúc phiên like của hoa sen xe rồi, bây giờ đến Mai Lan sen xe đồng hành các bạn trên mọi nhiều đường luôn. Tuần sau sẽ like đầy đủ các cấp độ từ N5 cho đến N1 luôn các bạn nha. Các bạn cần L nào, cô sẽ cung cấp nào đó. Nhìn được đúng không? Đó, bỏ các bạn xoay ngang màn hình ra để chắc là nhìn thấy hết đấy. Nào, dạng bài này ở đâu? Hiksha ga kono bun sho de ichiban iitai koto wa donna koto ka? Cái điều tác giả muốn nói nhất trong đoạn văn này là gì? Đúng không? Đấy, thì nghe người ta bảo, các bạn có nhớ không? Ở dạng bài tác giả mới nhất thì thấy bảo là gì? Tìm tô môi mát, tìm beta ho ga i, rồi tìm những no de wa nai da do ka, đúng không? Rồi me vit beta da i, nhưng mà cô đã giờ là quên. Nên làm thế này, phải làm thế kia, tôi nghĩ thế nọ, chẳng phải thế này hay sao, đúng không? Trong bài này có tìm được không? Ừ. Đấy, thế bảo tiếp vào rồi đấy thì xem có áp dụng được không nào. Bạn Quý chọn 2 này đúng không? Bạn Hà Sinh chọn 4, vậy đáp án của chúng mình có đúng không? Câu 2 nhá, đây là bài đọc hiểu số 2 đấy các bạn ơi. Ừ. Chọn gì đây? Nào nhìn cho kỹ nhá. Ừ. Đấy, đoạn này mà chúng mình đâu áp dụng làm sao được. Công nhận ông đã áp dụng tiếp đi, hộ mình cái nào. Thì làm gì tìm những chỗ shikashi, đúng không? Thế phải đọc nhanh dịch cả bài xem sao nhá, đúng không? Dịch cái đoạn này sau đó mình tương xứng với 4 đáp án, mình phải dịch cho kỹ. Chỉ còn 2 với 3 thôi hả? Chắc chưa? Đấy, bỏ 1 với 4. Ở đấy dịch rất nhanh nhờ, các bạn vừa rồi đã làm rồi hay bây giờ vừa mới đọc đấy. Chúng ta nhìn khung câu nhá. Cái quan trọng mình hướng các bạn cách dịch cái khung câu. Nhìn nó dài dằng dặc nhiều chữ này, nhưng mà chúng ta phải nhìn được khung của nó. Cô chia cho các bạn này. Đó, khi mà chia dấu phải có nhìn thấy dễ không? Đấy, khi mình cứ hỏi thế này, đúng không? Thì đây cái dấu trong ngoặc đừng dịch vội, vì dấu trong ngoặc nó chỉ là gì đây, trích dẫn nội dung cái cổ tay này thôi. Đó, khi mình hỏi thế này thì cái việc mà người ta đưa lại cho mình những câu trả lời thế này là điều rất là bình thường, như cân đường hộp sữa, đúng không? Đấy, chắc là đấy nhớ thì đấy, chứ phải không câu hỏi gì cơ, cái nội dung hỏi ai ạ? Thứ nhất là hỏi cái người bạn nào, người Nhật, nội dung câu hỏi là gì, nhìn thấy chưa? Đó là thì lúc nào được cậu rảnh, ít chữ là chỉ cần ga arimasu ka, thì cái việc mà người ta đưa ra những câu trả lời kiểu như này nó là rất bình thường. Người ta bảo gì đây, bắt đầu đọc trong mặt đó, trong cái giống ngọc vuông đấy. À, cho tí nhá, chốt tờ mặt tề né, để nếu mà tớ không xem ý, tề chỗ mi này tố thì tớ chả biết được, đúng không? Là gì, tớ rảnh lúc nào, nhìn thấy chưa? Rồi chủ ngữ theo, đúng không? Xác định dấu phẩy và xác định chủ ngữ nữa trong câu nhá. Chủ ngữ là gì? Cuộc sống với gì, tôi quấy lên đi, cuộc sống hàng ngày của những người Nhật, nhìn thấy chưa? Đúng không? Người ta đang thế nào, thì từ cuối lên nhá, đúng không ạ? Đấy thì là sao đây, những cái tổ schedule để nói hiểu, đúng không? Những cái gì bảng biểu về thời lịch trình các thứ chẳng hạn, nó đang chi phối, đúng không? Chi phối luôn nhá, chi hai, đúng không? Dakara, thế nên là khi mình thế này, các bạn nhìn thấy chưa, đúng không? Mình chia dấu phẩy cho dễ dịch nhá. Khi mình thế này, đúng không, thì sẽ bị từ chối bởi những câu như thế nọ, nhìn thấy chưa? Khi mình làm sao mời đột nhiên nhé, mà mời người ta đi đâu, đi ăn này, đi hát karaoke chẳng hạn, đúng không, thì thường thường người ta sẽ bị từ chối. Mình mời người ta thì mình sẽ bị từ chối bằng những câu argument nhé, em hôm nay tớ ngại quá, xin lỗi nhé, tớ có dự định mất rồi, tớ có hẹn mất rồi, yote ga nanka haete dukara, nhìn thấy chưa nhá. Đó, rồi ngược lại, nhìn thấy chưa, nếu mà không thế này thì người ta sẽ thế kia, hình như người ta sẽ thế kia. Đấy, bạn cứ chia câu nhỏ nhỏ ra, bắt đầu dịch từ cuối lên câu, nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Trong cái mệnh đề thứ nhất ý, đúng không, chia trước tố thì chúng ta lại có chủ ngữ là gá,
xác định chủ ngữ mà, xong rồi từ cuối lên, đúng không? Cái dự định của ngày hôm đó, đúng không? Khi mà không được quyết định trước ấy, mà mai mote, đúng không? Khi mote này tôi có nghĩa, thì người ta sẽ cảm thấy không yên lòng. Ochitsuku thì có nghĩa là bình tĩnh, như trong trầm này, ochitsukanai mitai da, nên là kiểu như là lòng nó không yên ấy, đúng không? Đấy, khi mà vào cái ngày hôm đấy dự định ngày đấy mà chưa được quyết định trước là người ta sẽ cảm thấy không yên tâm, đúng không? Ừ. Đó, vậy câu 10, lại câu 16 đâu đây? Rồi, đúng không? Vậy câu số 2, các bạn chọn 4, cô dịch câu 4 cho các bạn nhá. Số 4 là gì? À đây, chia cô ra một chút này. Đấy, bước 1 là chúng mình xử lý câu hỏi nhá, xem câu hỏi nó hỏi cái gì. Bước 2, mình sẽ dịch bài nhá, hoặc cô được khoanh nhỏ, khoanh vùng nhỏ lại một chút, hoặc là dịch cả bài. Xong bước 3 nữa là bạn phải làm gì? Bước 3 phải dịch các đáp án, nhìn thấy chưa? 4 cái phương án này. Đó, bạn hiểu bài nhưng bạn dịch 4 phương án sai, nó sẽ dùng những cái từ vựng, những cách diễn tả gần giống như ở trên bài, nó đưa xuống làm đáp án và nó làm các bạn bị hoang mang, phân vân, đúng không ạ? Đấy, vậy câu này, khi mà gì đây, mình mời, mình rủ người ta, một người Nhật đi karaoke, đúng rồi, thì mình nên quyết định ngày trước đi. Đâu có chỗ nào người ta bảo thế không? Mai motte ni chichi desu ne, đúng không? Eto okimeta hogai. Đâu tác giả nói chỗ nào, đúng không? Các bạn thường hay có xu hướng là ừ, em nghĩ thế, em đoán thế, chắc là thế, nhưng tác giả có nói đâu thì không thể nào áp đặt được cái suy nghĩ của mình cho tác giả nhá. Hai người là hai lối đi riêng, hai đường thẳng song song nhá. Nhìn thấy chưa ạ? Nên trong trầm này, số 4 không phải. Nhìn thấy chưa? Bị sai mất rồi, đem cho bạn câu nào khác không nào? Đó. Chính xác, nên đáp án phải là số mấy? Ừ, dòng cuối ạ. Đó, nên dòng cuối đấy. À, bạn đã chọn cái này là ở bài dòng cuối hả? Ừ, xem nào. Đó, thế nhưng dòng cuối là gì? Có phải nên đâu, người ta chỉ bảo là gì đấy? Nếu mà nó, ở cái lịch trình ngày hôm đấy mà gì đang là trong trạng thái là gì? Không được làm trước làm sẵn nên người ta cảm thấy không yên lòng. Nhưng không có nghĩa là bạn nên quyết định ngày trước đi. Khi mời ai đó mà nói chung chung cái lịch trình gì đấy, nói chung trước phải chỉ trong trường. À, vậy điều tác giả muốn nhất, nếu bạn áp vào nhé. Đó, bây giờ chúng ta thống nhất với nhau này. Vậy điều tác giả muốn nhất trong bài này là đấy, khi bạn mời ai đó, một người Nhật đi hát karaoke là phải quyết định ngày trước đấy nhá. Có phải không? Đúng không? Đấy, nó chỉ là một trường ví dụ thôi. Đấy, cái dự định kế hoạch nó là một cái điều chung chung, chứ không chỉ mỗi về đi karaoke. Mà khi mời đi ăn mà mình bảo rồi, đấy karaoke đây có đây, nhưng là đi với Yaya na độ này, chỗ này này, đúng không? Ya này, đúng rồi, sukuji tít. Bài này chỉ nói về việc đi rủ karaoke thì nên quyết định trước cả. Thế còn lúc mời đi ăn có phải quyết định trước không? Nó chưa khái quát được vấn đề bạn ạ. Đúng không? Nó chỉ là một trường hợp ví dụ cụ thể thôi. Nhưng điều tác giả muốn nói nhất là phải khái quát cả nội dung của bài văn lên cơ mà, đúng không? Đấy, nghe có vẻ rất đúng mà cuối cùng lại thành sai sai. Đúng không ạ? À? Đó, nên đáp án ở đây phải là số mấy các bạn ơi? Đáp án sẽ là số 2 mới là chính xác. Schedule yo wa nihonjin ni totte hijo ni taisetsu na mono de aru. Chuẩn chưa? Đúng không ạ? À? Đó, đối với người có phải schedule được không? Chung chung bao gồm cả việc lên lịch trình này, lên lịch trình kia, nó chính là cái schedule yo. Nó bị chi phối và nó chính là gì? Nó quay trở lại một thứ rất là quan trọng. Quan trọng như nào? Đó, người ta không có bằng những cái ý như là gì đấy? Mời người ta, người ta phải xem cái đấy trước đã. Rồi làm gì nữa? Nếu khi mời người ta, nếu mà một người là người ta sẽ làm sao? Từ chối đấy, đúng không? Mà nếu một ngày, những cái dự định ngày hôm đấy mà nó chưa được lên lịch sẵn cái chỗ trả là người ta cứ cảm thấy bứt rứt không yên. Đó, tất cả những cái đấy nói lên là gì đấy? Nó là tai xét chữ, thậm chí hi dù ni tai xét chữ na mono de da. Công nhận đã, đúng rồi, đừng để mình vào bài văn mà để tác giả đấy. Nếu bạn bảo dòng cuối đúng rồi, người ta hay bảo là gì? Nếu áp dụng tiếp vào đây, công nhận không? Nếu để dòng cuối thì đã là gì? Ừ, điều tác giả muốn nói nhất nằm ở cuối, đúng không? Đó, nên đáp án câu số 2 ở đây, đúng không? Đáp án sẽ là số 2 luôn các bạn nhé. Chuẩn chưa? Có những câu số 1 này. Người Nhật, niêu xin quá, yô tê ok được, đúng không? Chỗ nào nói về việc thay đổi cái lịch trình, cái phải là người ta không thích không ạ? Người ta không thích cái việc thay đổi không ạ? Không có chỗ nào nha. Đấy, chỉ là gì đấy? Mình hỏi xem là có thời gian không thôi, chứ chả thay đổi cả, chỉ có đi không chứ không thay đổi gì hết. Mà cứ đúng là có dự định, đúng không nào? Nhưng mà không phải là thay đổi dự định nhá, bị thay sai chỗ đấy. Ừ. Ý cô ba, ok, mình dịch cô ba cho các bạn nhé. Hầu hết, đúng không? Ở trên, người Nhật là sẽ có thói quen ghi chép cái lịch trình của mình vào trong gì, những quyển sổ tay, đúng không? Nikkei là lịch trình. Đâu có chỗ nào mà thế không? Đúng không? Người ta nhấn mạnh đúng là có, ừ thì người ta có viết vào đấy, đúng không? Memo lại thành cái schedule được. Nhưng không phải là gì đây? Người ta đâu tác giả muốn nói nhất mà bạn ơi, đúng không? Là ở đấy người Nhật có thói quen đấy đấy. Nhưng mà quan trọng nhất là gì? Nó đang chi phối như nào? Bằng những cái câu là gì? Hỏi như thế, hỏi có thời gian không, phải xem lại lịch trình đã. Đấy là chi phối, đúng không ạ? Rồi trong cuộc sống của mình ấy, đúng không, đang bị chi phối cái đấy là hai này. Mời rủ ở đâu đó mà rủ bất ngờ là từ chối này, đúng không? Một ngày mà dự định lịch trình nó chưa lên sẵn là bà cảm thấy không yên lòng này, đúng không?
Đó thì cô bạn chưa đúng mà, mặc dù nghe có vẻ rất hợp lý. Ừ đúng rồi. Thế suy ra rằng thì mà là người Nhật người ta có thói quen là sẽ ghi những cái lịch trình đấy vào 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 trong sổ tay đúng không? Nhưng không phải đâu có nào cô nào hồ tông độ đâu. Công nhận đã. Đó mà chỉ là ghi lịch trình hàng ngày của người ta đâu vào cái đấy và bị chi phối bởi cái đó chứ không chỉ đơn giản. Đấy các bạn ơi, bài này tác giả muốn nói là người Nhật có thói quen thế này nhá. Mà quan trọng đang bị chi phối đối với người ta rất quan trọng và chi phối trong việc người ta gì đấy, trả lời cho những câu hỏi kia rồi từ chối thế nào rồi một ngày thì kết thúc ra làm sao khi mà không có những cái kế hoạch trước dự định trước, người ta hoang mang, người ta bất ổn thế nào. Đúng không ạ? Nên đáp án chính xác sẽ phải là gì? Ni bằng desu. Đúng không ạ? Đấy, dành một chút thời gian nho nhỏ để chúng mình chữa với nhau một hai bài đọc hiểu này, những cái câu này đúng không? Hẹn các bạn vào thứ tư nhé, chúng mình sẽ chữa tiếp phần ngữ pháp đúng không? Để xem là thực sự ngữ pháp N3 có khó không? Hay làm được mình hoang mang, mình bối rối, mình không tập trung chỗ nào mà mình không làm chính xác. Đúng không ạ? Hẹn các bạn vào thứ tư nha. Rồi, bạn bạn đời Lê vẫn rất đang cần mẫn để comment các đáp án ở đây. Ai minasan, ochikaresama desu. Cảm ơn các bạn và hẹn các bạn trong buổi livestream tiếp theo của cô Xê nha.